Hello, xin chào các anh chị và các bạn. Mình tên là Quốc Dương. Hôm nay mình muốn chia sẻ về một cái vấn đề là đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đã viết một cái thư kiến nghị gửi tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về vụ án Hồ Duy Hải. Thì giống như là ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng cái vụ án của Hồ Duy Hải là Hồ Duy Hải bị kết án oan sai. Thì mình nghĩ là không có cái viết bức thư kiến nghị thì nó không có cái vấn đề gì cả. Đó là cái việc làm bình thường của một cái người đại biểu Quốc hội. Thì ông ta có quyền có những cái suy nghĩ độc lập, không nhất thiết là ông ta phải phải nghe theo những cái phán quyết hoặc đồng tình những cái phán quyết về cái vụ án. Thì ông ta có quyền nói lên những cái suy nghĩ riêng của ông ta. Thì ông ta cho rằng Hồ Duy Hải bị oan và ông ta viết thư kiến nghị, thì cái đó cũng là cái việc làm bình thường của một người đại biểu Quốc hội như ông ta. Nhưng mà cái cách của ông ta làm, viết cái thư kiến nghị, nhưng mà cái thư kiến nghị không hiểu vì sao cái thư kiến nghị của ông ta lại là bị phát tán lên mạng xã hội. Thì về cái vụ án Hồ Duy Hải thì ai cũng biết là vụ án của Hồ Duy Hải đã bị các cái thành phần chống phá nhà nước, chống phá đảng đã xuyên tạc, đã đặt ra những cái thuyết âm mưu là Hồ Duy Hải bị kết án oan để rửa tội và để chạy tội cho một cái ai đó. Thì ông trong cái thư kiến nghị thì ông Lưu Bình Nhưỡng viết rằng cử tri và người dân trên khắp cả nước, ông ta mạo nhận là cử tri và người dân trên khắp cả nước đã cho rằng Hồ Duy Hải bị oan, đã có những cái sai phạm, đã có những cái khúc tấp trong cái bản án, cái án tử hình Hồ Duy Hải. Thì mình nghĩ khi ông ta nói cử tri và người dân trên khắp cả nước, theo quan điểm cá nhân của mình thì đó là cái mạo nhận của ông Lưu Bình Nhưỡng. Tại vì theo mình theo dõi trên cái mạng xã hội Facebook thì rất là nhiều người đồng tình với bản án, cho rằng Hồ Duy Hải là người đã gây ra cái chết cho hai nạn nhân. Theo mình thấy thì cái việc mà ông Lưu Bình Nhưỡng phát tán cái thư kiến nghị lên trên mạng xã hội là một việc làm rất là cẩu thả, không chuyên nghiệp. Mình không hiểu cái mục đích chính của ông ta là gì khi mà phát tán cái thư kiến nghị lên trên mạng xã hội. Mình theo cái nhận xét của mình thì có vẻ như ông ta thực hiện cái nhiệm vụ đại biểu Quốc hội trên Facebook nhiều hơn là ông ta thực hiện cái nhiệm vụ là một đại biểu Quốc hội trên nghị trường. Thì cho nên những cái chứng cứ, những cái chứng cứ mà ông ta viết trong cái thư kiến nghị hầu hết là mình thấy giống như là ông ta thu thập những cái chứng cứ, những cái dữ liệu đó trên mạng xã hội. Ví dụ như ông ta nói là phương tiện phạm tội không được thu thập mà lại bị thay bằng vật khác. Có nghĩa rằng ông ta đã nói đến cái thớt, thì thật ra cái thớt mà bị thay thế vô là chỉ là một cái vật minh họa, chứ không phải cái thớt đó là được xác định là cái tang vật của vụ án. Hoặc là ông ta đề cập tới là Nguyễn Duy Hải, Hồ Duy Hải liên tục kêu oan. Nhưng mà thật ra Hồ Duy Hải, mình cũng có thấy một cái lá thư viết tay của Hồ Duy Hải gửi cho Chủ tịch nước.
Trong đó Hồ Duy Hải nói là anh ta rất hối hận, ăn năn hối hận về cái việc làm của anh ta. Và trong song song với cái đó thì ông Lưu Bình Nhưỡng cũng đề cập đến nghi can Nguyễn Văn Nghị. Thì thật ra trên mạng xã hội thì những cái thành phần chống cộng, những cái thành phần chống phá nhà nước thì nhắc đến nghi can Nguyễn Văn Nghị rất là nhiều, nói Nguyễn Văn Nghị là con cháu của một số lãnh đạo và Hồ là người mà hung thủ chính, còn Hồ Duy Hải thì bị tuyên án oan để chạy tội cho Nguyễn Văn Nghị. Nhưng mà thật ra theo tờ báo Dân Chí, theo tờ báo Dân Chí đăng thì trong cái vụ án này không có ai tên là Nguyễn Văn Nghị, chỉ có Nguyễn Hữu Nghị. Nguyễn Hữu Nghị là người được cho là có quan hệ tình cảm với nạn nhân Ánh Hồng. Thì những cái tình tiết mà ông Lưu Bình Nhưỡng đề cập trong cái thư kiến nghị thì rõ ràng là ông ta lấy từ từ mạng xã hội chứ không phải là thực tế. Thì nếu mà một đại biểu quốc hội, nếu mà một người đại biểu quốc hội có trách nhiệm, có lòng phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, thì ông ta nếu mà muốn tìm hiểu, muốn điều tra, muốn tìm hiểu về cái sự thật của vụ án thì ông ta nên tìm hiểu ở những người trực tiếp điều tra về vụ án. Đằng này ông ta lại thu thập những cái tin tức, những cái dữ liệu trên mạng xã hội để ông ta cho rằng là Hồ Duy Hải bị oan. Thì trong quá khứ thì ông Lưu Bình Nhưỡng này, ông đã có những cái việc làm đã gây ra phải nói là không phải là trực tiếp nhưng mà cũng có thể nói là gián tiếp, nó đã gây ra những cái hậu quả rất là lớn. Ví dụ như trong vụ Đồng Tâm thì ông ta đã có những cái phát ngôn cho rằng là ông Kình hoặc những người mà đi theo ông Kình là bị oan, là bị các cơ quan thi hành pháp luật sát hại. Thì thật ra thì bây giờ ai cũng biết được là ông Kình và nhóm ông Kình đã có những cái hành động giống như là khủng bố chống chính quyền, trong khi đó họ không có liên quan, không có quyền lợi gì đến cái khu vực đất Đồng Tâm. Thì quay lại cái vụ Hồ Duy Hải thì sau cái sự việc Đồng Tâm thì có vẻ như ông Lưu Bình Nhưỡng không có rút ra được một cái bài học gì. Ông ta cũng vẫn thích đưa những cái sự việc mà nó rất nhạy cảm, nó có những cái xôn xao trong dư luận lên trên mạng xã hội, thì nó tạo ra cái điều kiện, nó tạo cái nguồn cho cái thành phần chống phá đảng, chống phá nhà nước, chống phá Việt Nam suy diễn, rồi tạo ra những cái thuyết âm mưu thì cho rằng cái luật pháp Việt Nam nó có vấn đề. Là một người, theo mình nghĩ là một người mà hoạt động trong quốc hội, là một nghị sĩ, một đại biểu quốc hội như ông Lưu Bình Nhưỡng, thì ông ta nên xem xét lại những cái cách thức, những cái hoạt động mà thực hiện nhiệm vụ của ông ta là một đại biểu quốc hội. Và đây thì mình xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại ở video sau. Xin chào.